Cánh quạt đang hoạt động người dữ dội luôn hả? À, giờ mấy cánh quạt đang quay kìa. Chỗ này đẹp quá, bên hồ nước bên ha. Rồi đây là trụ điện gió ha. Nước hồ rất là yên lặng ha, trong xanh. Ra xa là điện gió, cảnh này quá đẹp luôn. Chỗ này quá đẹp quá. Ồ, trong đẹp quá. Làm gì có lỗi thì bây giờ không dám làm được. Về nhậu hoài đâu ai đâu chỉ có nhậu thôi.